Yo, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về bộ phim Marriage Story, câu chuyện hôn nhân. Một cái tên phim nghe rất chỉ là đại trà, không hề cuốn hút. Và chủ đề chính là về vấn đề ly dị, thủ tục nhận nuôi con cái. Do vậy, quả thật thì cũng chẳng có ai có thể là dẫn bạn gái hay là vợ sắp cưới của mình đi xem bộ phim này tại rạp cả. Có lẽ là vì thế mà Netflix là nơi hợp lý để là nhà sản xuất. Lúc nào chúng ta rảnh rỗi thì chúng ta xem online. Và mình nghĩ rằng thì nó cũng rất cần thiết để các cặp trai gái phải xem bộ phim này để chuẩn bị cho tiền hôn nhân. Nó cũng giống như là lúc bạn bè hợp tác mở công ty, chúng ta không chỉ nghĩ về chia lợi nhuận mà cũng phải chuẩn bị tinh thần cho lúc phá sản. Và bộ phim này chuẩn bị cho những tình yêu màu hồng, những cái sắc màu u tối khác. Về tổng thể thì chúng ta thấy là đơn giản là tông màu của bộ phim chủ yếu là về màu vàng nâu, ít màu sắc. Nó thể hiện cho những ngày tàn của tình yêu. Cái cách dựng phim thì đạo diễn tập trung chủ yếu vào hội thoại và diễn xuất. Hai diễn viên chính có nhiều cảnh nói chuyện độc thoại dài. Do vậy là mình cảm tưởng bộ phim này nó giống như là một vở kịch nhiều hơn. Và vở kịch này nó có nhiều cái trường đoạn gọi là hấp dẫn. Ví dụ như là màn độc thoại của cô vợ rồi chốt lại một lý do chia tay, chia lãng xẹt mơ hồ, anh ấy không hiểu tôi. Hay là trường đoạn luật sư cãi nhau rất căng thẳng và hấp dẫn. Sinh viên trường luật phải xem đi xem lại nhiều lần để học tập xem lại tài năng hùng biện, bẻ câu bẻ chữ này. Hay là đoạn cãi nhau kinh điển mà có lẽ cặp vợ chồng nào cũng phải nhìn thấy một phần mình trong đó này. Every day I wake up and I hope you're dead. Hay màn hát cô đơn lẻ loi của anh chồng. Somebody make me come through. Mỗi trường đoạn đều cần một sự tập trung cao độ về diễn xuất, lời thoại. Và mình, Scarlett Johansson và Adam Driver đã thành công trong việc truyền tải hàng trăm trang kịch bản lên màn ảnh. Thì và bộ phim này nó cũng đánh dấu một cái sự nghiệp phải gọi là đỉnh cao của nữ diễn viên Scarlett Johansson. Cảm giác như là thể loại nào cô cũng có thể đóng được. Cô cũng tham gia từ phim anh hùng ăn khách này, tình cảm lãng mạn này, nghệ thuật này, cô đều chơi được hết. Quả thật là không chỉ xinh đẹp và một đầy đặn tự nhiên thì Scarlett Johansson chúng ta công nhận là gì, quá tài năng. Còn Adam Driver thì đây là một diễn viên khá đặc biệt khi mình biết anh này qua vai diễn trong phim truyền hình Girl của HBO. Nói chung là trông rất chi là bình thường, không có dáng gì một tài tử điện ảnh tương lai cả. Nhưng mà càng về sau thì mình thấy anh này càng xuất hiện trong những phim gọi là toàn phim hay mà được đánh giá cao về mặt nghệ thuật như là Silent này, Star Wars, Logan Lucky này. Do vậy thì có thể nếu ngoại hình mình bạn không đẹp trai thì điều cương quyết là bạn phải biết chọn kịch bản và một đạo diễn xuất sắc để nâng tầm mình lên. Quay trở lại hai nhân vật trong phim thì mình nghĩ rằng đơn giản thì đây là một câu chuyện tình yêu, nhưng nó lại được kể qua màu sắc của một cuộc ly dị. Cặp đôi này họ yêu nhau nhưng có lẽ họ không thể sống cùng nhau trong suốt quãng đời còn lại. Do vậy là chúng ta sẽ thấy rằng thực ra thì cũng không có ai sai, ai tốt, ai xấu cả, mà trong quan hệ tình cảm mọi thứ nó còn phức tạp hơn thế nữa. Và trong bộ phim này thì cả hai cần phải tách ra nhau để phát triển. Cũng có thể là do hai nhân vật này đều nằm trong giới nghệ thuật, một người đạo diễn, một người diễn viên, nên là cái chất nghệ của họ cũng quá lớn khiến hôn nhân tan vỡ cũng là điều dễ hiểu. Cũng có thêm một cái thông tin khá là thú vị là gì, là đạo diễn này, biên kịch này đều trải qua ly dị này. Bản thân Scarlett Johansson cũng đã trải qua ly dị. Adam Driver diễn viên cũng sinh ra trong một gia đình ly dị. Do vậy là đoàn làm phim đều trải qua ly dị. Khi thực hiện bộ phim về ly dị, đấy cũng là một yếu tố mà tạo nên một sự chân thực. Nhưng mà có một điểm hay là gì, là đây là một bộ phim về ly dị nhưng mà nó lại không trầm cảm và u uất. Bởi vì nhà làm phim đã lựa chọn gì, họ đã cho một yếu tố luật sư vào để cho chúng ta thấy một cái sự đau đầu cho các cái thủ tục pháp lý. Họ đã tạo ra một cái sự hấp dẫn là gì, quả thật nghề luật sư là một cái nghề nó khó và đỉnh cao. Chỉ có luật sư và họa sĩ mới có thể biến trắng thành đen, đen thành trắng. Hai vợ chồng tưởng chừng như là dàn xếp vô cùng gọi là văn minh, ai ngờ cũng có một cuộc chiến pháp lý gọi là đẫm máu khi luật sư vặn vẹo khiến mọi thứ nó không còn vô tư nữa. Nói tóm lại thì đây là một tác phẩm điện ảnh mà ở đó thì gì, chúng ta không thấy được đâu là người tốt, đâu là người xấu, mà chúng ta thấy một cái sự hỗn độn, một cái mớ phức tạp trong quan hệ giữa con người với con người, trong cuộc tình cảm vợ chồng.